Xe Hàn Quốc. Xe Upa, và đừng xem thường xe Upa nhá. Bây giờ thì những chiếc xe Hàn Quốc kiểu như này rất nhiều tính năng hiện đại, như đề nổ từ xa chẳng hạn. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu, so sánh hai chiếc xe cùng cha khác bố, Kia Sorento bản Signature máy dầu, Hyundai Santa Fe bản cao cấp máy dầu 2.2. Rồi, và đầu tiên thì chúng ta hãy nói về những cái chỉ số kỹ thuật của xe. Đầu tiên là kích thước xe đi. Đối với Santa Fe và đối với Sorento thì chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì của hai mẫu xe thì chúng tôi xin đánh một cái bảng thông số kỹ thuật lên cho mọi người có thể xem được. Còn đối với trục cơ sở của chiếc xe Santa Fe xin mời gì? Chiều dài trục cơ sở của chiếc này dài là 2m735. 2m765. 2m765, còn đây là 2m815. Có thể nói là Sorento đang là có cái chiều dài trục cơ sở lớn hơn. Hơn Santa Fe thì so với đời trước là hình như dài hơn là 15mm. Vâng. Nhưng mà cái chiều dài tổng thể là nó tính từ cản trước tới cản sau. Vâng. Đó. Và khoảng sáng gầm xe thì hai xe đều là như nhau hết, 185mm. 185. Đấy là những cái chỉ số. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta hãy mời quý vị và các bạn để xem cái động cơ đi. Quý vị trực quan bằng chúng ta có cả hai chiếc xe ở đây để cùng kiểm tra phần động cơ này. Em nghĩ chắc là số chi tiết khác nhau chúng ta sẽ đếm trên đầu ngón tay thôi. Động cơ Smart Trim, động cơ dầu. Động cơ này sản sinh công suất là 202 mã lực và mô men xoắn cực đại là 440 Nm với dải vòng tua từ 1.700 bao nhiêu cho đến hơn 3.000. Mọi người nhìn này. Thực ra thì đối với cả Hyundai và Kia là cùng chung một tập đoàn, thì ví dụ như cái chân máy đây này, đấy, đều có dập logo của Hyundai và Kia. Mọi người nhìn vào những cái chi tiết nhé, nguyên cái động cơ này. Bây giờ mình qua mình xem cái động cơ bên này. Cũng máy đây 2.2. Đấy. Do sự tinh chỉnh thì em thấy rằng cái thông số động cơ của chiếc Sorento này đang hơi thấp một chút. 198. Vâng. Mô men xoắn thì giống nhau, 440. Đó. Và các cái cụm ví dụ như đây. Ví dụ như cái bầu phanh này chẳng hạn nhé. Mọi người xem là nó sẽ giống nhau. Ví dụ như đây này, Hyundai Kia và của Mando. Đây ạ, thấy không ạ? Và anh chụp mã G02 short luôn. Rồi, mình sẽ qua bên này. Cũng vậy luôn anh ạ. Đây đúng không ạ? Đúng không? Đúng không? Easy luôn. Về cái động cơ có thể nói là hai mẫu xe này là đang dùng cái động cơ thế hệ mới nhất của tập đoàn Hyundai và Kia. Vâng. Thì có thể nói là kể cả Santa Fe và Sorento, Kia Sorento, thì hai cái dòng động cơ này này, bây giờ mình phải yên tâm luôn. Bởi vì đã dùng trên Santa Fe rất là nhiều năm rồi. Vâng. Đúng không? Nó chứng minh rồi, không phải nghĩ. Nó có hai cái đặc tính, một là chạy rất bốc, mô men xoắn nó ngon. Cái thứ hai nữa là nó siêu tiết kiệm. Chiếc này nếu mà đi nhá, kể cả chiếc này đi, nó sẽ có lệch nhau một chút do khác cái khối lượng, trọng lượng, vâng, hoặc tải. Nhưng mà về cơ bản thì nếu mà đi đường trường nó chỉ 6 lít, cộng trừ, tùy chân, tùy chế độ, tùy đường, tùy ngược gió, tùy rất nhiều điều kiện. Đấy. Cái thứ hai nữa là cả hai cái dòng động cơ này là dùng cái mã mới. Chính vì vậy cái tiếng ồn nó sẽ giảm. Và cái mùi dầu nó cũng giảm. Cái vật liệu mà để làm cái động cơ này em thấy cũng thay đổi. Cái lốc máy là thân nhôm, vâng, nó cũng nhẹ hơn. Giảm thì đấy là có thể nói là hai cái dòng động cơ của Santa Fe và Sorento đối với cái máy dầu nó tương đối là giống nhau. Và thực sự là nếu như mà bạn còn cân nhắc lựa chọn ý, thì đối với dòng máy xăng hay máy dầu như mình chẳng hạn, quan điểm của anh đi nhá, luôn là máy dầu đối với Hyundai và Kia. Đúng ạ, quan điểm của em cũng tương đồng. Và nên đổ dầu 0001. Có tội là đi tìm cái cây dầu thì hơi khó. Nó hơi ít, thật là thiệt thòi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trang bị đi. Ạ. Nói chung là những cái đường nét thiết kế mới của Sorento hay là Santa Fe thì cái đấy là tùy mắt mỗi người thôi. Còn chúng ta sẽ đi vào kỹ hơn những cái trang bị này. Cái phần lưới tản nhiệt này thì được làm rộng, mở lớn hơn, kết hợp với nối liền sang hai cái phần đèn pha. Và đèn pha của Santa Fe này thì cũng là đèn pha thích ứng, hạ pha cốt. Rồi cảm biến trước và camera đầy đủ hết ạ. Về phía trước có 4 cảm biến, camera nằm trong gói 360. Cũng là cam 360 hết đúng không? Vâng. Ok, bây giờ chiếc Sorento này thì nói quá nhiều rồi. Như cô dâu 8 tuổi. Đó,
thì cũng cam 360 đèn full LED. Rồi có chế độ tự hạ pha cốt khi gặp xe ngược chiều, gọi là đèn thích ứng. Vâng. Đấy. Có một cái điểm mà trên Santa Fe đấy là em thấy có cái phần cái cụm cảm biến hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước. Nhưng mà theo như thông tin mà em đọc thì hãng có công bố là đây là hỗ trợ với người đi bộ. Thì không biết là cái Sorento của anh Hùng thì nó sẽ khác nhau một chút. Vâng. Bởi vì là cái này là cái cảm biến ngoài cái việc là gọi là nó gọi là FCM. Vâng. Đấy. Hỗ trợ phanh tránh va chạm trước, nó còn là mấy cái tính năng nữa, bao gồm là Adaptive Cruise Control. Đối với Hyundai và Kia họ gọi là Smart Cruise Control, thì thực ra nó là chỉ là cái tên marketing mà thôi, chức năng nó giống nhau. Cái thứ hai nó còn Stop and Go, tức là nó nhắc mình khi mà cái xe phía trước đi. Đó, thì cái sự khác biệt giữa hai cái Hyundai Santa Fe và cái Sorento đang là ở cái tính năng đấy nữa. Đó. Thì Hyundai đang thiếu cái tính năng gọi là mình gọi chung là Adaptive Cruise Control. Nhưng ngược lại Kia Sorento cũng sẽ thiếu một vài cái tính năng mà Santa Fe có. Vâng. Thì cái đấy mình nói rồi, đấy là gọi là sát tư bản cùng một tập đoàn, họ rất là khôn khéo, chứ bản chất không phải là Hyundai cắt đi hay là Kia cắt đi tại thị trường Việt Nam, mà sự điều tiết của vùng và đặc biệt cao nhất là tập đoàn. Đúng rồi. Cái thứ hai là cái lệch pha của hai sản phẩm sẽ không đầy đủ hoặc là không ôn new hoàn toàn trong tại cùng một thời điểm được. Ai làm ăn cũng sẽ hiểu cái vấn đề như thế. Và đó nhất là điều hành một cái tập đoàn lớn, đấy là nghệ thuật. Bởi vì cuối cùng như này vẫn phải chui về một vị. Đấy, thì nhưng mà đối với Santa Fe thì cái đấy cũng nâng cấp được. Vâng. Cái gì thiếu trước này cũng nâng cấp được. Nâng cấp được hết mà. Đồ của Mobis anh em bây giờ làm nhiều lắm. Vâng, đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ tiến sang phần bên hông đi nhỉ. Phần bên hông thì có lẽ là trên Santa Fe thì em thấy là có cái phần la răng này được thay đổi này. La răng này thì có hai tỷ chọn 18 và 19. Nhưng mà cái la răng 19 này thì em thấy là nó đang hơi bị đặc một chút, nó chưa thoáng cái ngang sắp xe sắp tới nào. Kiểu gì chả có tiếp, đúng không? Lốp cung hô. Thực ra kể cả Santa Fe mới lẫn Sorento, hai bộ mâm này vẫn chưa phải là cái sự lựa chọn tốt nhất. Vâng. Sự cũng vậy. Nhưng Sorento sẽ dùng lốp Michelin. Cái này khả năng đi nó sẽ êm và đỡ ẩu hơn một chút, giảm sóc, treo vân vân các kiểu, thì đồ có thể nói là nếu mà mọi người có thời gian ra xem kỹ thì tương đối là giống nhau. Giống nhau. Cái mạ phụ tùng rồi nhà cung cấp. Ok. Ở trên cửa thì chiếc này cửa lái và cửa phụ cũng sử dụng nút bấm để khóa và mở anh ạ. Sorento thì cũng vậy. À, nhưng mà có một cái điểm này em thấy bắt đầu có sự chênh lệch một chút xíu rồi này. Gọi là có và không có đi ạ. Rồi. Ở trên này thì chiếc xe Santa Fe thì có gương, là cảnh báo điểm mù trên gương và có sấy gương. Ừ. Đấy, kết hợp với cả cam 360 thì cái này các bạn biết rồi. Cái này cũng có cam 360. Vâng. Nhưng mà không có sấy gương và không có cảnh báo điểm mù, cũng như không có cảnh báo khi mà mở cửa có vâng. người đi từ sau lên. Vâng. Cũng như cũng không có cảnh báo người cắt ngang khi lùi. Vâng. Đấy, những cái vật chủ động. Nói chung là với cái hệ thống cảm biến để hỗ trợ như ở cảnh báo điểm mù trên gương thì nó sẽ đi kèm theo một cái gói. Từ cảnh báo mở cửa này cho tới cảnh báo phương tiện phía sau khi mà chúng ta lùi. Cái đấy là cũng điều đáng tiếc. Một đáng tiếc nữa là chiếc này này là có cảnh báo số lốp, chiếc này không có. Vâng. Nhưng ngược lại đấy, như nói rồi, chiếc này có Adaptive Cruise Control, không có bám theo xe phía trước, chiếc này lại bị thiếu cái đấy. Thì không bao giờ hai sản phẩm này có đầy đủ tất cả, khẳng định luôn. Và không bao giờ hai cái sản phẩm này chạy giống hệt nhau. Đúng rồi. Quay dựng đấy là bài toán kinh doanh thôi, không có vấn đề gì cả. Ok, chúng ta sẽ tiến tiếp ra phần phía đuôi xe đi. Phần đuôi xe. À, nên có một cái thông tin chia sẻ tiếp là bây giờ Duy bật cái khóa điện lên. Vâng. Để nổ lên. Đó, sau đấy để mọi người nghe tiếng động cơ, đúng không? Đây ạ, để mình đứng cùng một cái khoảng cách nhá. Xe này xe mới mà. Đây, máy nó êm hơn à. So với đời trước, bởi vì mình cũng chạy chiếc xe của bạn mình cái bản trước rất là nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ để nổ cái này đây. Đây, bây giờ tôi sẽ đảo. Tôi sẽ là người đứng gần. Cái mic thu này ở hiện trường ấy, nó sẽ là hơi nghe thì nó cành cành một chút, bởi vì mic nó không phải thu định hướng được.
nó đa hướng, nhưng mà thực sự là khi mà chạy thì mọi người sẽ thấy rằng hai chiếc xe này, kể cả Santa Fe đời trước cũng thế thôi, cái phần ngồi trong khoang xe sẽ không nghe được tiếng máy quá nhiều đâu. Đây, và một cái điểm nữa này, như cá nhân em đứng đây thì em thấy rằng cái tiếng động cơ của hai mẫu xe này tương đồng với nhau. Thì máy giống nhau mà, không thay đổi, không khác biệt đâu. Ok, tắt máy đi để chia sẻ tiếp thông tin. Anh em sẽ có một cái thông tin này cũng khá là hay này. Cửa trước được trang bị kính hai lớp, cửa sau thì kính một lớp. Cái này thì xuất điện từ trên Santa Fe thế hệ trước này. Đối với Sorento thì cửa trước là kính một lớp thôi, sau cũng là một lớp thôi. Rồi quay trở lại thông số một chút. Đối với Sorento, nếu mà anh bỏ cái giá nóc ra, thì chiếc xe này chiều cao kỹ thuật của nó chỉ là 1700, còn chiếc này là 1730. Nhưng mà chỉ cần anh lắp cái này là chắc chắn nó cao hơn này. Cái này anh tùy biến được. Kia Sorento của anh Hùng thì anh Hùng giới thiệu nhiều rồi. Bây giờ sang Santa Fe. Santa Fe thì cái phần cản dưới này khác này, phần nối đèn này khác này, cái phần chỗ này cũng khác, và cái ốp này nhìn thì thấy là nó sẽ khỏe hơn, trông hầm hố hơn. Anh thì anh thấy là đối với cái phần cản dưới của Santa Fe thì đã giấu cái bô đi rồi, suy ra là sẽ không thấy bị đen đít nữa. Rồi chạy máy dầu, đúng không? Oách chưa? Oách anh ạ. Cái thứ hai là cái phần cản dưới thiết kế đẹp. Vâng. Anh thì anh vẫn thích cái thiết kế cản dưới của Santa Fe hơn cái cản dưới này. Đó. Quay về một cái mặt trang bị thì nói chung là những cái cảm biến đằng sau hay là camera và cái hệ thống gạt mưa các thứ thì vẫn vậy thôi. Nhưng mà em có thấy cái điểm hay này là chiếc Santa Fe của em chưa giấu được cái này đi. Cái này giấu rồi. Phải khác nhau một tí chứ. Đúng rồi. Cả hai cái đùng cùng đứng gần nhau và 3 giây là mở. Đúng rồi. Không có đá cốp. Không có đá cốp, đúng không? Nhưng mà ở Santa Fe vẫn dùng là hatchback, tức là hệ thống dẫn động. Còn Sorento là all-wheel drive. Hai cái này xin thưa với quý vị và các bạn là giống hệt nhau. Hệ dẫn động hai bản cao nhất của Santa Fe và Sorento đang là giống nhau. Ngày xưa là 4WD có khóa vi sai. Bây giờ thì là thành hatchback rồi. Và bản thân cái tên là tên marketing. Đôi khi chúng ta không nên ngáo vì thương hiệu quá. Theo ngôn ngữ của Sắc Bình. Ngôn ngữ của Sắc Bình. Thực ra thì mỗi một mẫu xe thì nó cũng phù hợp với tùy từng người. Đấy là mọi người bán. Có thể nói là tinh chỉnh khác nhau một chút. Đúng do rồi. Cái khối lượng, trọng lượng. Tuy nhiên phải nói rằng là Santa Fe là một chiếc xe cua rất gọn. Thứ nhất là cái trục cơ sở nó ngắn. Thứ hai là cái hatchback này là ngoài cái việc nó phân bổ 4 bánh, vâng, thì khi cua ấy, nó sẽ phanh bớt những cái bánh mà phải cua hoặc là bị trượt. Thì cái đấy là một cái hay, tức là nó điều phối liên tục, kiểm soát cái chất sừng của trụ. Đúng rồi. Thì cái đấy nó gọn. Vâng. Thì chiếc này thì lại trục nó lại dài hơn một chút. Mình phải đánh đổi. Nhưng cái việc đánh đổi trục cơ sở của anh thì như em thấy là cái khoang nội thất của chiếc Sorento của anh rộng hơn. Thôi bây giờ mình một chút sẽ phải vào thôi. Mời các bạn. Thì chiếc Santa Fe này em thấy nó vẫn thế thôi. Những trang bị như có cái phần màn hình này mới này, cái phần yên ngựa này mới này. Đấy, màn hình phía sau vô lăng mới này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái màn hình cảm ứng này. 10,25 inch. Đây màn mới đúng không? Màn này đúng bằng kích thước của màn trên Sorento. Đấy, giống hết. Đây. Em thấy là các cái phần điều khiển này cũng xem này. Không khác. Khác một chút về phần đồ họa thôi. Vâng. Thì cái này là cái xe mới mà chúng tôi mượn ở Hyundai An Khánh. Thế cho nên là cái phần tem ni lông thì chúng tôi cũng xin phép là không được bóc ra. Đấy. Còn độ phân giải có thể nói là như nhau. Đúng không? Đây. Kiểm tra luôn phần cam này cũng giống. Các bạn có thể điều chỉnh các cái góc chiếu ở đây. Rồi tăng độ tương phản sáng tối các thứ. Có kết nối Apple CarPlay. Vâng. Đây. Sạc không dây đầy đủ. Kết nối Apple CarPlay mình làm hôm trước rồi. Vâng. Đấy, sạc không dây các anh. Thì bố trí cái phần yên ngựa này Duy thấy như thế nào? Cá nhân em ấy thì em thấy nó vẫn đang hơi bị nhiều nút phô ra ngoài quá, khiến cho cái việc mà người mới lên một chiếc xe làm quen nó sẽ hơi khó. Nhưng mà nó sẽ có một cái này hay này, là cái nút bấm chuyển số ở đây. Bây giờ thì các cái mẫu xe sử dụng núm xoay thì chiếc Santa Fe hay Palisade thì chuyển sang cái núm bấm như thế này rồi. Có auto hold này, sấy vô lăng này, làm mát và sửa ghế đầy đủ hết. Giống hết Sorento. Vâng. Hai chiếc giống nhau. Sorento giống hết Santa Fe. Ok. Thực ra thì anh thấy cái phần yên ngựa này, vâng, để mà nói ấy, thì nó rất đẹp về cái mặt thiết kế và nó vững cái khoang xe. Đúng ạ. Nhưng mà cái phần nút này nếu như một phần chuyển thành cảm ứng, tức là sẽ kết hợp giữa cảm ứng và phím, vâng, thì mình nghĩ sẽ là hợp lý.
còn anh thấy những cái phần này, vật liệu này, vật liệu cái chi tiết này, họa tiết này đẹp anh ạ. Giả carbon đó, và có một cái điểm này cũng giống chiếc Sorento anh ấy, là cái phần màn hình ở phía sau vô lăng 12 anh chuyển hộ nhé. Đây, đây đây, mời các bạn. Comfort này, Eco này, Sport. Đồ họa đẹp, đồ họa của đẹp thật. À, nhân đây thì cũng đây lại chia sẻ về hatchback hay là all-wheel drive thì chiếc xe này cũng 7 chế độ lái. Đây, Snow, Map, Sand là 3 chế độ lái địa hình. Comfort, Eco, Sport, Smart. Đó. Thì cái hay của các dòng xe Hàn bây giờ nó trang bị rất nhiều các cái tính năng và tiện ích. Và có thể nói là cái núm này nó to hơn cái núm của Sorento. Và thiết kế đẹp hơn. Vâng. Nhưng về họa tiết thì có thể nói giống nhau, và chức năng thì nó giống nhau. Bây giờ thì sẽ quay lại cái màn hình phía sau vô lăng 12,3 inch. Đây, các bạn có thể theo dõi những cái thông số ở chính giữa. Đây, mấy cái này bao gồm nhắc nhở hết. Đây, chúng ta sẽ chuyển này. Ô đồ chip các thứ này. Điều hướng này. Đây, vào cài đặt. Và đây. Cái này có cảnh báo slope. Về đăng báo là Sorento là chưa có áp slope. Đây là cái thể hiện cái mô men xoắn truyền những cái hai cầu khác nhau anh ạ. Cái này thì em thấy khá là giống xe của anh này. Đây, mình sẽ vào cái cài đặt một tí. Head up display này, driver seat này. Đây. Có các tính năng như hỗ trợ phanh trước này, đúng không? Rồi. Anh tránh va chạm trước này, cảnh báo vân vân. Back lại để anh xem có những cái gì ở dưới nào. Có hỗ trợ giữ làn này, kíp. Đúng không? Vâng. Cái này là có cảnh báo điểm mù này. Vâng. Đấy. Cảnh báo điểm mù. View này. À, view tức là em bật em thử bật cái sinh an đi là nó có view luôn. Đấy, đây. Thì cái này là cũng giống. Ok, đấy, trái phải. Nó luôn vào trong. Chiếc xe này thì khi mà chúng ta bật xi nhan, ngoài cái việc cảnh hiển thị ở đây thì nó sẽ còn cảnh báo và hỗ trợ phanh khi mà có phương tiện phía sau chuẩn bị di chuyển tiến tới. Cái đấy này là phải thử. Vâng. Ok. Về cơ bản thì là tương đối là giống nhau. Quay về cái phần vô lăng này thì có hỗ trợ giữ lái này. Đấy, hỗ trợ đánh lái chủ động đúng không? Vâng, chưa có Adaptive Cruise Control này. Rồi. Quay sang bên đây thì có hỗ trợ giữ làn này, phanh tay điện tử này, auto, đây là cái phần tắt cân bằng điện tử này và mở cốp. Nhưng mà em đang thấy là không còn cái vị trí nút bấm khóa vi sai trung tâm. Bởi vì có 3 chế độ lái này rồi, traction control tự điều khiển rồi. Vâng. Đấy, rồi hộp số rồi động cơ thì cái này nó cao cấp hơn mà. Cái này nó cao cấp hơn. Ghế lái thì cũng được chỉnh điện nhiều hướng và nhớ hai vị trí. Nhớ hai vị trí. Ghế lái và ghế phụ thì cũng vậy. Những cái này thì giống hệt nhỉ. Vâng. Phụ lên xuống kính này. Rồi đấy, khóa cửa kính sau này giống hệt, cụm đúng điều khiển giống hệt. Đúng chưa? Xe này thì được trang bị 10 loa Harman anh ạ. À, Harman. Thì đây, xem cái cửa sổ nắp, cửa sổ chờ. Lên trần thì em thấy là rất thích cái lớp cái vải này đẹp mà, đúng không? Đời trước là hình như là cái da kiểu da lộ. Vâng. Nhưng mà nó chưa thực sự là tinh như những xe Đức. Nỉ nhung màu đen. Đèn là đèn led bấm ở đây. Chưa cảm ứng. Không cảm ứng. Lên một cửa. Thế cái này không phải là các tông à? Mà cái này là phải dùng nút bấm này. Không biết bên xe anh thì như nào ạ? Giống như nó tự tắt. Vâng, nhưng mà phải nút bấm ở đây. Okay. Không tự động. Cái này không có hộp để kính. Vâng. Gương. Rồi, ok. Sạc không dây. Cái phần này là thiết kế nhìn nó khỏe nhờ. Chắc chắn. Học chế độ này cũng vẫn thế thôi, cũng vẫn thế, khá là sâu rộng. Và cái da này là anh nhìn thấy là màu sáng hơn. Em thì em nghĩ là cái về chất lượng da thì nó cũng xem thôi. Nhưng mà có lẽ là do cái màu này nó sẽ sạch hơn. Ước gì Sorento có màu da như thế này. Màu này thì nó sạch. Hàng cái sau thì xét về tiện ích thì có rèm che nắng, chỉnh tay này. Kính lên xuống một trạm. Để xuống một chạm tất cả các kính ha. Vâng. Cửa gió điều hòa này, hai cổng sạc. Anh xem cái ghế này có điều chỉnh lên xuống vẫn thế đúng không? Vâng, vẫn thế, cũng giống Sorento thôi. Rèm cũng giống, hai cửa, số cổng USB. Cổng kết nối với Apple CarPlay USB rồi. Cổng sạc giống hết nhau. Rồi. Nói chung là về cái không gian ngồi này thì em thấy nó cũng thế thôi. Nó cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng mà cái ghế này thì chuyển lên chuyển xuống để tạo không gian nhường lại cho cái hàng ghế thứ ba được. Đấy, chuyển lên xuống. Và cái cơ cấu gập của các cái ghế này trên Santa Fe và Sorento hay. Vâng. Rất thông minh. Một chạm đẩy lên luôn. Đây, có vệ tinh tay này. Đấy. Màu này nói chung là màu đẹp. Được. Sàn phẳng. Mặc dù là all-wheel drive nhưng mà sàn phẳng ly. Đúng không? Vâng. Chạy cầu trước là chính mà.
UPA mà. Bởi vì là đối với Santa Fe ấy, thì cái trục cơ sở nó không thay đổi. Thế cho nên là cái hàng ghế sau này, cái cấu hình các cái vị trí ghế thì cũng không thay đổi. Thế cho nên là bọn mình cũng xin phép là không phải ngồi ra cái hàng ghế sau nữa. Vâng. Bây giờ mình chuyển tiếp sang cái Kia Sorento đi. Rồi ngồi trong thế nào? Ngày nào anh ngồi rồi? Anh chán rồi. Em thì em ngồi đây em thấy nó thoáng hơn. Và những cái đường nét thiết kế các thứ chi tiết đây nó tinh giản hơn. Thực ra là như thế này, nhìn thì nó có vẻ khác nhau, nhưng mà bản chất nếu mà về ý tưởng thì nó giống nhau. Em nhìn này, hai cái xe nó đều theo kiểu đúng là kiểu thiết kế du thuyền này. Vâng. Đúng không? Đây, nhìn ra phía trước, điểm tụ là phía trước. Vậy. Santa Fe cũng thế thôi. Đấy. Nhưng mà bố cục ở cái mặt táp lô và phần yên ngựa này nó khác nhau. Màn hình là giống nhau này, độ phân giải giống nhau này, đúng không? Vâng. Đó, map cũng là tiếng Việt như nhau này. Rồi, cam đâu nhá? À, cam điều khiển đây. Vâng. Đây, các cái góc chiếu này giống nhau mà, độ phân giải giống nhau luôn. Không khác gì, được chưa? Đó, thì đến cái phần điều hòa này nó khác và cái phần yên ngựa này khác. Điều hòa hai vùng độc lập, co lọc khí, điểm nhanh nhá. Vâng. Sưởi sấy ghế, rồi các cổng USB vân vân là giống nhau, sạc không dây các thứ ở đây. Như cá nhân em ấy thì em thấy thích cái khu vực điều chỉnh điều hòa của chiếc xe này hơn, bởi vì nó ít nút, nó tinh giản nên mình nhìn nó không bị rối mắt. Nhưng mà nhìn cái phần yên ngựa của Santa Fe cái phần này nhìn nó khỏe hơn. Khỏe hơn. Nhưng mà mình đánh đổi thì mình lại được có cái sự thoáng hơn ở đây một tí. Thứ hai là ở đây là số núm. Đây là nhìn các cái chi tiết tỉa này, rồi vật liệu nó có khác gì nhau đâu. Vâng. Đấy. Số là số núm. Thì nhưng mà cái drive mode của Santa Fe thì cái núm xoay thiết kế đẹp hơn, trông hoành tráng hơn đúng không anh? Đúng không? Đó. Đấy là thể hiện luôn mà, thể đúng thao mà này. Còn các drive mode giống hệt nhau. Đây, đúng rồi. Chuyển màn hình này. Đấy, drive mode này, snow, mop, sand. Và không có khóa vi sai nữa rồi. Auto hold hỗ trợ đổ dốc, sưởi vô lăng hai xe giống nhau hết. Vâng. Phanh tay điện tử ông này đặt ở đây, ông kia đặt ở bên này. Cảnh báo lệch làn. À, hỗ trợ lệch làn. Vâng. Đấy. Hỗ trợ đánh lái chủ động. Em thấy có adaptive đây này. Cái này thì có adaptive nhưng lại không có cảnh báo điểm mù, không có cảnh báo mở cửa và không có cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Vâng. Đấy. Lẫy chuyển số vô lăng giống nhau, điều khiển. Đó. Tương đối là giống nhau. Đấy. Không có cảnh báo slow. Đó. Nhưng mà chiếc xe này với cái từ đã đấy. Vẫn còn một cái nữa phải khoe nốt chứ. Hàng delay đúng không anh? Đúng rồi, cái này thì cũng giống Santa Fe. Điều chỉnh user setting giống nhau. Vâng. Đúng không? Không, cái này có khác một tí anh ạ. Tức là cái bên kia thì nó ở giữa, còn đây là chuyển sang bên màn hình cạnh. Đây, driver assistant. Đó. Còn đâu tiếc nhất chiếc này là không có cảnh báo số lúc và cảnh báo điểm mù, mặc dù là vẫn luôn được cái camera vào trong này. Vâng. Hai cái này show hàng rất oách. Gọi là mình gọi là show off, chứ thực ra nguyên hai cái này anh đi anh có bao giờ nhìn đâu. Mình tập trung mình đổi cho mình cái cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa thích hơn. Đấy, nói thật. Đây tính năng thì nhớ hai ghế hai vị trí. Ghế lái điều khiển điện. 12 loa Bose. Santa Fe là 10 loa Harman. Nghe lởm như nhau. Cái phần đấy là lởm là so với cả Zendik, Boommaster với cả B&O thôi. Nghe là dạng ngon đấy. Trong phân khúc là oách đấy. Nói gì nói chứ Bose với cả Harman Kardon cũng đều là những cái hãng loa nổi tiếng. Đúng rồi. Đây ở bên trên này thì đèn em thấy là có đèn cảm ứng này. Bên em thì vẫn phải sử dụng một nút bấm. Rồi. Cái này cũng du thuyền phết đấy anh ạ. Nhưng anh thích cái phần vải trần của Santa Fe hơn. Nhìn nó sang xịn mịn hơn. Cái này anh phải chăm xe kỹ hơn. Nhìn nó sang xịn mịn hơn. Ngay cả cái phần da trắng và nhựa trắng này của anh cũng thế. Rồi. Anh mà không chăm kỹ là nó sẽ nhanh bị xuống. Ambient light các kiểu là giống nhau. Chiếc xe này thì nói quá nhiều rồi. Vâng. Đúng không? Quá nhiều rồi. Rồi mời Duy, fan của Santa Fe. Nhưng mà ngồi sang đây thì em thấy bên này nó rộng hơn thật. Không, cái này là một cái phần là bởi vì nó cấu hình 6 chỗ, em cảm nhận nó thế thôi. Nó cũng em thấy cái độ thoáng, cái thiết kế nó độ thoáng tốt. Với cả màu nó là màu sáng. Vâng. Thế là mình bespoke cái này. Nhìn nó khác thôi. Còn về tính năng này, rèm này giống nhá. Khác nhau một chút là cái vị trí để khay nước thôi. Vâng. Đó, về thiết kế thì đương nhiên nó phải khác nhau. Cửa gió điều hòa giống nhau này. Hai khe cắm ở dưới giống nhau này. Ồ, nhưng mà từ từ. Chiếc này là có cắm ở trên vai ghế anh ạ. Cái này thì cũng không phải là cái gì quá lớn đúng không? Vâng. Điều chỉnh ghế này. Lên xuống cũng giống nhau này. Giống như Santa Fe nữa. Đấy. Kéo lùi cái này cũng giống nhau này. Cơ cấu gập lẫy cũng như nhau. Thế thôi nhỉ? Anh em cửa sổ chơi. Cửa sổ chơi vẫn thế thôi anh ạ. Thế thôi.
nó lệch nhau không quá nhiều. Vâng. Đấy, tùy cái cấu hình của từng xe thôi, chút thôi. Kính chính giống nhau, kính lên xuống một chạm tất cả. Chiếc này thì cũng có nốt lại là kính một lớp, còn Santa Fe là trước hai lớp sau một lớp. Này là một lớp tất. Vâng. Mình ra khoang sau đi, khoang sau có cần không? Thôi không cần đâu anh ạ. Khoang sau chia sẻ nhiều rồi đúng không? Vâng. Thể tích chiếc này thì chiếm ưu thế hơn một chút do là cái kích thước tổng thể nó dài, nó hơn. Dài, nó rộng hơn, trục nó cũng dài hơn. Vâng. Một chút. Thôi bây giờ mình chắc là chạy thử đi. Dạ vâng. Chạy thử đi xem như thế nào. Anh em hai anh em cùng cha khác bố.